cứu hộ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Việt Nam tới hiện trường mới, chạy đua với thời gian để tìm cứu người còn sống. Với thiết bị hiện đại và hoạt động chuyên nghiệp, ngày 12 tháng 3, đội cứu hộ cứu nạn quốc tế của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được cử tới hiện trường mới để chạy đua với thời gian tìm cứu người còn sống. Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, hôm nay ngày 13 tháng 2, đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam chuyển đến làm việc tại hiện trường mới. Lực lượng chức năng sở tại của Thổ Nhĩ Kỳ nhận định hiện trường cũ đã hết dấu hiệu của sự sống. Trong khi đó, đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam có thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được điều động đến hiện trường khác để ưu tiên chạy đua với thời gian tìm cứu người sống sót. Hiện trường cũ sẽ bàn giao lại cho lực lượng địa phương chịu trách nhiệm tìm thi thể người bị nạn. Đào cả trăm tấn bê tông đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Sáng ngày 13 tháng 2, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, đoàn cứu nạn cứu hộ của Công an Việt Nam và quân đội Pakistan đã đưa được hai thi thể bị vùi trong đống đổ nát tại một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, thi thể đầu tiên được đưa ra vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 12 tháng 2 giờ Thổ Nhĩ Kỳ, nạn nhân thứ hai được đưa ra vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày. Thi thể các nạn nhân được lực lượng cứu hộ Việt Nam sử dụng camera chuyên dụng luồn sâu vào các khe nhỏ trong đống đổ nát do tìm phát hiện ra. Tuy nhiên, việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do khối lượng bê tông hàng trăm tấn đè lên các nạn nhân. Hai đoàn phối hợp cắt phá chia nhỏ mảng bê tông diện tích hơn 30m² để tiếp cận người bị nạn. Lúc này, thiết bị thủy lực của đội cứu hộ Việt Nam đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp tạo lối tiếp cận và đã tiến rất gần vị trí của các nạn nhân. Trước đó, cũng tại hiện trường tòa nhà này, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam phối hợp với đoàn cứu nạn của Pakistan đã tìm thấy và giải cứu an toàn một thanh thiếu niên 17 tuổi sau nhiều ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Đoàn Việt Nam tặng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn đồ y tế. Đoàn Việt Nam sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần này, ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, còn mang theo 2 tấn đồ viện trợ y tế, bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, liều trại dùng trong dã chiến, các phương tiện hóa chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa, tổng số hàng hóa y tế lên tới 2 tấn. Chiều ngày 12 tháng 2, đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho phía Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, AFAD. Đại diện AFAD cho biết họ sẽ điều phối về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế nơi mà đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu. Nhận được sự viện trợ rất kịp thời của đoàn, Phó Giám đốc Cơ quan AFAD tại Adıyaman, ông Ismail Şahin đã gặp đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng đoàn Việt Nam, để gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ này của Bộ Công an, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Ngay sau đó, đoàn Việt Nam phối hợp cùng AFAD vận chuyển số hàng hóa về các khu vực được chỉ định, trong đó có bệnh viện lớn nhất ở Adıyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân, bệnh nhân. Số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động. Được biết, địa phương mà đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ là một trong ba vùng bị thiệt hại nhiều nhất trong thảm họa động đất này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ấn tượng với tấm lòng Việt giữa thảm họa của thế kỷ. Hãng thông tấn Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, đây cũng là lần đầu tiên các cán bộ công an, quốc phòng và ngoại giao Việt Nam tham gia cứu nạn cứu hộ ở nước ngoài. Theo báo Thế Giới và Việt Nam, đưa tin về hoạt động cứu hộ của đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngay sau khi cơn động đất có tâm chấn tại Kahramanmaraş được coi là thảm họa của thế kỷ tàn phá 10 tỉnh tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 2, một đội ngũ gồm 24 nhân viên cứu nạn cứu hộ đã cùng với đồng nghề trang thiết bị và chó nghiệp vụ từ Việt Nam đã tới đây để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở nước ngoài đầu tiên. Với sự giúp đỡ của các thiết bị và chó nghiệp vụ, họ đã cố gắng dọn dẹp hiện trường và tiếp cận các nạn nhân ở dưới đống đổ nát khổng lồ. Nhờ công việc được thực hiện bởi các đội tìm kiếm và cứu hộ đến từ Pakistan và Việt Nam, cũng như AFAD, thanh niên Abuse Badran Bagir đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Bagir năm nay 17 tuổi đã được giải cứu khỏi đống đổ nát trong giờ thứ 138 của trận động đất và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đặt tay lên ngực trái thể hiện lòng biết ơn đối với lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Ngày 12 tháng 2, mặc dù mới bước sang ngày thứ hai tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố Adıyaman của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã được các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đánh giá cao. Khi gặp các thành viên của đoàn, những người dân địa phương luôn để tay phải lên ngực trái để thể hiện sự cảm động và biết ơn đối với những lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam. Trả lời thông tấn Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ, đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải cho biết, do thường xuyên phải chống chọi với các đợt thiên tai bão lũ nên Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ. Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông đã có dịp tới thăm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, song chưa thấy một trận động đất nào có cường độ và tần suất liên tục như ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên chính phủ Việt Nam gửi một đội cứu hộ ra nước ngoài. Đồng thời đây cũng là một trong những đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đầu tiên đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải nói, giải cứu nạn nhân ngay trong ngày công tác đầu tiên. Đại tá Nguyễn Minh Khương phụ trách đội tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ cho biết họ là những chiến sĩ công an, cứu nạn cứu hộ đến từ Bộ Công an Việt Nam. Đại tá Khương cho biết chúng tôi tới sân bay Adana sau hơn 30 giờ bay. Từ đó, theo sự sắp xếp của Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD, chúng tôi đã lên xe buýt tới địa điểm cần giúp đỡ. Trên đường đi chúng tôi nhìn thấy rất nhiều tòa nhà đổ nát. Chúng tôi đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm cứu nạn theo hai nhóm. Đại tá Nguyễn Minh Khương chia sẻ rằng công tác của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được thực hiện theo hướng sử dụng các thiết bị chuyên dụng được mang từ Việt Nam sang. Đó là những thiết bị khoan cắt bê tông, thiết bị dò tìm nạn nhân bằng sóng radar cũng như thiết bị dò tìm nạn nhân bằng camera và âm thanh. Đoàn cũng đang đồng thời kết hợp với các phương tiện cơ giới hiện có tại địa phương như máy xúc, máy cào, máy cẩu để phục vụ việc di dời phá dỡ những tấm bê tông tại những khu vực có người bị nạn. Điều khiến các thành viên trong đoàn công tác rất vui là phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đoàn quốc tế tham gia công tác cứu nạn cứu hộ cùng đoàn Việt Nam đều đánh giá rất cao sự nhiệt tình và sự chuyên nghiệp của các lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Tất cả thể hiện ở việc đoàn Việt Nam sử dụng hiệu quả các thiết bị chuyên dụng hiện đại để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là sự chuyên nghiệp trong sử dụng các thiết bị banh các thủy lực tìm kiếm bằng camera hình ảnh và âm thanh, sử dụng các thiết bị liên quan đến kích nâng để có thể tách những khối bê tông để phục vụ cho việc cứu nạn cứu hộ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng nhiều quốc gia khác và đã giải cứu được nạn nhân ngay trong ngày đầu công tác. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền thành phố Aleppo của Syria đã tiến hành kiểm tra chất lượng và phá dỡ các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất hôm 6 tháng 2 để tránh những thương vong đáng tiếc và thiệt hại thứ cấp do sự cố sụp đổ đột ngột. Ông Tai Anhara, một quan chức thành phố Aleppo cho biết, hầu hết các tòa nhà ở đây đã bị rạn nứt sau trận động đất. Chính quyền thành phố đã tổ chức một đội đánh giá an ninh để kiểm tra các tòa nhà. Cho đến nay, khoảng 80% người dân trong khu vực này đã được sơ tán. Hiện tại một tòa nhà đang được xử lý vì rủi ro sụp đổ. Chính quyền sẽ phải phá hủy nó nhằm mục đích bảo vệ người dân tốt hơn. Đông đảo cư dân địa phương đều đã tập trung tại hiện trường, dù nhiều người dân bày tỏ sự đau lòng khi chứng kiến ngôi nhà của mình bị sụp đổ, nhưng đây là việc làm cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho người dân. Cho đến nay, chính quyền địa phương Aleppo đã tiến hành đánh giá và kiểm tra chất lượng an ninh đối với hơn 600 tòa nhà và 55 cơ sở của chính phủ, với sự tham gia của khoảng 1,5 triệu cư dân. Theo thống kê, tổng cộng có 4.000 tòa nhà cần được đánh giá và kiểm tra tại một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề trên khắp Syria. Tính đến chiều ngày 12 tháng 2, ít nhất hơn 28.000 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng này còn có thể tăng gấp đôi hoặc hơn so với con số hiện tại.